Chào các bạn, hôm nay thì Hùng sẽ giới thiệu cho các bạn hai app học tiếng Anh rất là hiệu quả, luyện nghe cũng như là có những cái bài học tiếng Anh thú vị và đầy những cái mẫu câu hữu ích để các bạn áp dụng cho đời sống hàng ngày, trong công việc vân vân. Thì hai app này đó là app BBC News World Service và app BBC Learning English ở đây ha. Rồi đầu tiên mình sẽ vô mình xem app và thử app BBC News World Service, nhưng mà app này á, thì nó theo cái chiều rộng như thế này, thành ra là mình nhìn nó hơi khó chút xíu, mình xem chút xíu thôi, rồi chút nữa mình qua app thì mình sẽ xem lại thẳng ha. Thì ở đây ấy, là ở trên này chỗ này là đang là chương trình live ở đây ha, thì mình thích thì mình có thể nghe live cái chương trình đang là phát sóng luôn. Nó là radio, đây là một cái app radio để các bạn có thể cập nhật tin tức đồng thời luyện nghe, tại vì luyện listening, tại vì listening ở đây là theo cái mức độ của tốc độ của khá là bản xứ, không phải là quá nhanh như là các kênh BBC khác, nhưng mà tại vì là world cho nên càng cho cả trên thế giới nghe luôn, cho nên là tốc độ cũng vừa phải, không phải là quá nhanh ha. Rồi, mình nghe thử bài. Future of Chinese cinema. The author and filmmaker Hu Bo was due a dazzling career. Hu Bo is probably lost this kind in his generation. But with his life cut short at 29, where does that leave the Chinese film industry? Join me. Ok, thì đó là một trong những chương trình radio, thì ví dụ như mình không thích nghe thì mình có thể nghe lại những cái chủ đề khác. Ví dụ như là mình xem về update về có thể là về chắc Business Daily ha, đây Business Daily ở đây ha. Đây thì mình nghe thử cái Business Daily này. Này là mở mình có thể mình mở mình nghe lại ha. Hello and welcome to Business Daily from the BBC. I'm Manuela Zaragoza. In this edition, please, not another meeting. People talk so much about spending all day at work in meetings. It's meeting after meeting after meeting. The meeting ran on. Oh, I've got another meeting. Thursday is all meetings. What are these meetings for? We meet to discuss doing things. Trời, bài này thú vị quá, nghe rất là hấp dẫn luôn. Thầy Hùng, chút nữa thầy Hùng làm xong video này thì Hùng sẽ nghe bài này ha. Bài này nghe rất là thú vị. Rồi, đó là app radio. Rồi bây giờ mình ra lại thử cái app của app còn lại là app BBC Learning English ở đây ha. Thì các bạn có thể tải về, download trên Android, trên iOS, iPhone, iPad vân vân. Đây là thầy Hùng đang sử dụng iPad ha. Rồi bây giờ mình thử vô mình xem thử BBC Learning English. Rồi BBC Learning English thì app này rất là hữu ích, thầy Hùng cực kỳ thấy nó hữu ích luôn. Ví dụ như là vừa mới vô trang chủ thôi là có daily lesson, thì daily lesson ở đây người ta có nói với mình, có ghi luôn là đây là một đoạn video nhỏ có 2 phút thôi, thì có thể là dạy một cái mẫu câu nào đó hoặc là một cái bài ngữ pháp nào đó vân vân. Mình xem thử chút xíu ha. Hello and welcome to the English We Speak with me, Feifei. And me, Roy. Have you heard that new song by your favourite band, The Spinning Lizards of Doom? Yes, it slaps. What do you mean the song slapped you? Oh, đó thì ở đây là có những ví dụ như là cái bài này là Daily English thì có những cái thành ngữ mới, ví dụ như it slaps đó, không chẳng hạn như vậy đó, cho nên là rất là hữu ích ha. Rồi cái đó là chưa kể là đó là chỉ là một chương trình của daily lesson thôi, nhưng mà còn nếu mà mình mà vô everyday English, mình vô business English, cho cái series business English rất là hay nè. Ví dụ như là ở đây là hiện sẵn lên trang này luôn, hiện sẵn lên trang chủ luôn, thì bài booking a hotel, booking a hotel thì ở đây là ví dụ như mình vô đây mình coi chút xíu. Booking hotel thì là ví dụ như người ta sẽ dạy cho mình những cái mẫu câu về cái cách mà mình gọi điện thoại, mình đặt phòng khách sạn vân vân. Mình thử xem thử ha. Đây là đây là một cái câu cái series này, một câu chuyện về một cái cô nhân viên văn phòng tên là Anna, theo theo Hùng nhớ là như vậy. Thì ở đây là đến tập 25 rồi, nhưng mà hình như cái tập này tập 25, nhưng mà hình như đến tập 50 mấy rồi thì phải, và kéo dài từ tập đầu lúc mà cô vô xin việc phỏng vấn vân vân cho đến lúc mà cô phải làm cái công việc thường ngày của cô ở cái văn phòng đó. Rồi ví dụ như là cụ thể cái ngữ cảnh hôm nay là cô phải đặt phòng, cô
gọi điện thoại đặt phòng khách sạn dùng cho một ông sếp của cổ chẳng hạn như vậy. Thì ở đây người ta vừa tạo cái ngữ cảnh cho mình, rồi người ta vừa hướng dẫn cho mình những cái mẫu câu để mà đặt phòng khách sạn chẳng hạn, ví dụ như là mình xem thử một chút xíu ha. Hello again. Things haven't been going well at Tip Top Trading. There was a fire in. Ok, thì cái Tip Top Trading là cái công ty mà cổ làm việc, là của công ty thực phẩm, thầy Hùng nhớ là như vậy. Warehouse caused by Mr. Ingle's cigarette, and now Mr. Socrates, the big boss from America, has turned up unexpectedly. So hi. Thì trình độ này là trình độ intermediate thôi, cho nên là vừa có phụ đề, tốc độ cũng không quá nhanh và có toàn bộ ngữ cảnh luôn, có kể chuyện vân, rồi ví dụ như là cô này cô đang phải đặt phòng khách sạn cho một ông sếp ở bên Mỹ qua chẳng hạn như vậy. Thì ở đây là người ta có hướng dẫn, ví dụ như là để thầy Hùng kéo xuống chút xíu ha. Đâu rồi? Rồi đây những cái mẫu câu đây nè. Book a room, here's what you could say. Đây. Hello, I'd like to check availability and prices for a room, please. Does the price include breakfast? Are there any business facilities such as internet and Wi-Fi? I'd like to go ahead and make the reservation, please. Okay, I'll give it a try. But where shall I look? Try searching on the internet. Look for a five-star hotel. He's a five-star guest after all. Good luck. Ok, cho nên là đây là một bài tập, nói chung là trong một cái series, cái này một cái series rất là bổ ích ha. Ở đây rồi, để thầy Hùng go back lại, ví dụ như mình rồi đó là về book, về ngoài ra là có learn with the news, nhưng mà ở đây là có, ở dưới này có programs nè. Programs mình vô mình xem thử có những cái chương trình chia theo từng chủ đề, ví dụ như everyday English, rồi business English, learn with the news, learn with drama chẳng hạn như vậy. Rồi chưa kể là có những cái bài riêng về pronunciation, ví dụ mình vô thử xem thử pronunciation. Pronunciation là có consonants, phụ âm 8, phụ âm 7, phụ âm 6, ví dụ như là âm y, you chẳng hạn như vậy, âm từ đầu tiên âm y chẳng hạn như thế, rồi ua chẳng hạn như vậy. Rồi đó là những bài học mình thử xem thử bài học và consonant, phụ âm 8, âm y ha. One minute. This is a consonant sound. You can hear it at the beginning of the words yet, use, yellow, and useful. Now, some consonants also take this sound when they come before the vowel oo. Listen. Beauty, few, cute, accuse. Now, let's practice. Listen and repeat. Yet. Yet. Use. Use. Yellow. Yellow. Useful. Useful. Beauty. Beauty. Few. Few. Cute. Cute. Accuse. Accuse. Okay. Đó, bài học rất là hữu ích. Nó như những cái bài ngắn ngắn thôi, mình không có cần phải học những bài dài quá, chỉ là những bài ngắn đúng vào trọng tâm của mình ha. Rồi, như vậy là đây là những cái app mà thầy Hùng muốn giới thiệu cho các bạn. Có nào là kịch rồi business, thầy hãy Hùng thấy rất là hữu ích cái business English. Mình vô mình xem thử cái business English coi là ủa sao thầy bấm không được ta? Everyday English, business English. Không lẽ nó đang có vấn đề hả mà? G 6 minutes of vocabulary. Đâu rồi? Business English nè. Đó. Đây, business English thì ngay bài đầu tiên ở là nó ở dưới chót ha. Ví dụ như Tip Top Trading is now open. Thì đây là đây John Neal in this special introductory program. Đó rồi hướng dẫn giới thiệu về những cái nhân viên trong đó, rồi
Đầu tiên là cổ cái cô Anna cổ phỏng vấn vân vân đó, rồi sau đó là cổ làm những công việc trong đó, đó là những cái nhân vật chính trong cái câu chuyện của Business English ở đây. Rồi các em đó là hai cái app mà thầy Hùng muốn giới thiệu với các em, thì các em vừa về. Ngoài ra thì ở trong đây các em cũng các bạn cũng có thấy là thầy Hùng có những cái app radio, ví dụ như là mình nghe BBC, mình nghe những cái đài khác cũng được. BBC ở đây sao thầy Hùng thấy nó hình như nó không à, có BBC Five Live, thầy Hùng cực kỳ thích BBC Five Live luôn nè. Cái này quảng cáo ha. Cái này unavailable này, mình nghe thử chương trình khác xem, ví dụ như là chương trình BBC Scotland ha, thử ha. Không được luôn, BBC không được này. Hot đây là nhạc ha. Went to the pub yesterday, head's a bit hurty this morning. Did you get your hair cut? I certainly did. In fact, I went twice because I wasn't happy with the way that they did it the first time. I pure went Karen on it. Đó, mình nghe được, mình tiếp xúc, mình coi như mình có những cái sự tiếp xúc với lại những cái tốc độ của người bản xứ vân vân. Rồi thôi, chúc các bạn học thật tốt ha.